Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái cách chế một cái bộ sạc đa năng tự động ngắt. Thì lúc trước giờ mọi người hay mua mấy con pin của mình về thì thường là hỏi mình là sạc như thế nào, mua cục sạc như thế nào. Thì ở trên thị trường nó có bán sẵn những cục sạc adapter như thế này, và nó cũng có chức năng là tự động ngắt khi đầy. Nhưng mà khi ở nhà chúng ta có nhiều cái máy con và nhiều cái mức điện áp sạc khác nhau thì chúng ta phải mua nhiều loại adapter cho những cái máy con đó. Ví dụ là 4V8, 6V, 7V2, 9V6, 12V, 14V4 và 18V, 21V vân vân. Thì qua quá trình tìm hiểu là mình mua trên mạng là cái bo mạch đây là có thể là sạc cho từ 6V cho tới 60V. Còn cái bo này là chỉ được từ 12V cho tới 24V. Cái bo này cái mã là XH M603. Thằng này là XH M604. Thì cái bo này nó chỉ sạc từ 12V cho tới 24V. Đó, chức năng nó tương tự như là cái bo này. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái bo này. Thì anh em nào đã biết cái cách này rồi thì vui lòng bỏ qua video này. Thì vì sao mình mua cái bo này? Thứ nhất á, là cái bo này giá tầm 70 đến 80 ngàn tùy theo gian hàng người ta bán. Mua cái bo này xong là về mình có thể là tận dụng các cái cục biến áp ở nhà mình có sẵn này. Biến áp thì nó rất là nhiều rồi. Rồi adapter, rồi nguồn máy tính, vân vân. Những cái nguồn mà có sẵn ở nhà mình á, mình có thể tận dụng làm cái nguồn để cho chúng ta sạc các thiết bị. Ví dụ ở đây mình cũng có thể tận dụng là cái cục adapter này là 12V và 1,5A. Đó, tầm 1,5 đến 2A là mình có thể sạc cho những cái máy con pin hoặc là những cái thiết bị nhỏ nhỏ là mình sạc được rồi. Thường những cái cục adapter này á, nó có rất là nhiều trong thiết bị gia đình chúng ta, hoặc là những cục biến áp này nó có rất là nhiều. Thì cái ngõ vào mà của cái mạch này á, là nó có thể cho điện áp từ 6V cho tới 60V. Là chúng ta có thể lấy những cái cục biến áp như thế này. Đó, những cái cục adapter 12V, đây là cục adapter 12V. Hoặc là 18V, những cục adapter laptop á, là 18V. Hoặc là những cục nguồn máy tính là nó có cái nguồn 12V. Đó, chúng ta chỉ cần cấp nguồn vào cái đường in này. Thì cái bộ mạch này nó sẽ tự xử lý cái điện áp ra. Khi chúng ta set hai cái nút này, điện áp ra để chúng ta sạc cho cái thiết bị của chúng ta. Ví dụ như là 6V, 7V2, 9V6, 12V, 6 vân vân. Hiện tại là mình đang sạc cho cái cục Makita 18V này. Đó, và mình thường sạc cho cái cục 3CL 12V đây. Và cái cục này là cục 6V. Thì mình sạc ba cái cục này trên cùng một cái bo mạch này qua một cái cục biến áp này. Đó, các bạn có cục biến áp thì sử dụng cục biến áp nắn qua cái cầu diode, thêm cho nó cái tụ 2200. Nguyên lý hoạt động thì khi các bạn mua cái mạch này về, nó sẽ có cái cách hướng dẫn sử dụng luôn. Hôm nay mình sẽ nói sơ qua về hai cái nút nhấn này. Thì cái nút nhấn bên trái này là mình sẽ set cái điện áp mà ngưỡng dưới, và nút nhấn bên phải là set cái ngưỡng trên. Có nghĩa là mình set cái nút bên trái này á, cái điện áp tụt xuống bao nhiêu, ngưỡng bao nhiêu, để cho cái mạch mình nó đóng cho cái relay nó cấp điện cho cái ngõ sạc này để sạc cho cái cục và pin. Và cái ngưỡng trên á là mình set, ví dụ như là cục đây 18V, mình set 19V. Tới ngưỡng đó thì nó sẽ ngắt, nó không có đóng relay và cấp nguồn là sạc cho cái cục pin chúng ta nữa. Hiện tại là nó đang sạc nè, là cái đèn này nó báo đỏ. Còn nếu mà cái đèn này nó không báo đỏ là nó không có sạc. Là hiện tại cái cục pin mình là 17.8V. Mình bấm một nút này á là hiện tại mình đang set 19V. Các bạn nhìn thấy nó hơi mờ mờ đúng không? Thì mình thấy cái bộ sạc này rất là tiện dụng. Có chế độ tự động ngắt để bảo vệ cục pin, bảo vệ ắc quy trong việc là quá ngưỡng để dẫn tới việc là cháy nổ. Thì mình chỉ chia sẻ cho những bạn mà hay thắc mắc mua mấy con của mình về á, là nên mua cục sạc như thế nào. Thì mình chia sẻ cho bạn cái cách như thế này để các bạn có thể là sạc cho cái máy con và sạc cho các thiết bị khác, cũng có thể sạc cho ắc quy. Khi mà sạc cho ắc quy á, dòng cao thì ta sử dụng cái nguồn dòng sạc cao. Khi mà sạc cho những cái thiết bị dòng thấp thì ta sử dụng cái nguồn dòng sạc thấp. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn thấy video hay thì để lại cho mình một like, một subscribe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.